chụp hình được không? Dạ. Nè. Đúng chưa? Đu lên đi, đứng gì với mẹ rồi đúng không? Bước đi đó, bước đi được không? Đi cái này cũng giống như chơi giờ chơi chút sơn thôi, đâu khác gì đâu. Tao giết ba, tao giết mẹ. Rồi bị phạt. Bị phạt, bị phạt. Chắc chắn là bị phạt. Mẹ ơi. Tao quay phim lại rồi, có bằng chứng rõ ràng rồi. Về chiếu lên là coi như là mẹ phạt con chắc luôn rồi Long ơi. Úp mặt vô tường rồi. Mẹ vô viên, mẹ vô viên. Rồi thêm một lỗi nữa. Thêm một lỗi nữa. Ô cái thì cướp biển bằng rơm kìa. Em, trong đây có súng sơn không em? Dạ có. Cảm ơn. Đi lại lên. Ôi cái cầu đẹp quá kìa. Quá sợ. Không thì thôi, giống cầu thủy cái gì khác. Quay cầu không? Để nhất Khang đi qua cầu này nè Khang. Qua cầu được mới giỏi. Ừ. Qua thử rồi. Cái hình nó đẹp quá kìa. Đảo Hoa Lam. Đảo Hoa Lan á.